đằng kia kìa. Đưa lại. Ứng Thành, mà giận đó. Anh cướp. Mày nè, mày ăn cướp được. Mày ăn cướp được con. Chết mình nè. Cho mày chết luôn. Trời, Mướn Khanh. Học gì mà chăm chú quá ta. Ủa Tướng Khanh đang làm gì vậy? Đang học bài nè. Học bài mà không thuộc đến giờ luôn á. Ngọc Lan cũng đang học nè. Ngọc không lo học dễ lung tung vậy hả? Mày đang là con gái, lúc nào cũng đồng tay đồng chân y như bà nhà. Gì? Đó là bà chặt, nó chết không? Không. Cái năm cũng yêu đời lắm. Không muốn chết dưới tay bà nhặn với mày na đâu. Cái thứ con trai gì mà mày sao? Mà cái đồ con trai ham ăn. Ông á, lúc nào cũng ăn. Rồi bà uống như con heo á. Thôi được rồi, mệt quá à. Hai người lúc nào cũng như chó với mèo á, cãi nhau hoài à. Bởi vì mới nói, hai người này thương nhau lắm, cắn nhau đau mà. Nè, hai người nói bậy nói bại gì đó. Ai mà thèm yêu con heo mập ú đi chứ. Con heo ú sau này sẽ trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Lúc đó đừng có tìm cách mà theo đuổi à nghe. Đầu bếp thì có gì đâu mà hay ho. Tôi nè, tôi nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Tôi kiếm được nhiều tiền hơn ông cho mà coi. Lúc đó không biết ai chạy theo ai à nha. Được, giờ sẵn có Ngọc Lan và Tuấn Khanh ở đây. Giờ họ làm chứng, để xem mai mốt ai theo ai biết liền. Được, vậy tụi mình lập lời thề đi. Không thành công thì không gặp nhau. Ngọc Lan, Tuấn Khanh, mình nhất trí vậy nha. Nhưng mà chuyện này có cần phải quan trọng vậy không? Tất nhiên là quan trọng rồi. Quyết định vậy đi nha. Nhớ hồi đó vui thiệt ha. Bây giờ sau mấy năm gặp lại á, ai cũng khác xưa hết. Đặc biệt là hai bạn nữ, càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra luôn. Tất nhiên rồi. Bà Tuấn Khanh á thì vẫn đẹp trai, phong độ như xưa. Còn ông Khải Nam á thì ú ù như ngày nào. Mà bây giờ á, công việc của mọi người như thế nào? Vẫn tốt đẹp chứ? Để Khải Nam báo cáo cho mọi người biết nha. Mai Na hiện đang làm ngân hàng, bây giờ xinh đẹp hẳn ra và đang có một đại gia theo đuổi đó nha. Tài lanh quá à, ai mượn chứ. Còn ai kia tăng cân so với thời phổ thông, rồi làm bếp trưởng ở nhà hàng, bây giờ có dự định mở nhà hàng riêng, sao không tự khoe luôn đi. Thêm một chi tiết nữa là Khải Nam và Mai Na vẫn thương nhau lắm, cắn nhau đau như hồi xưa phải không? Ai thèm. Thôi bây giờ không nói chuyện của tụi này nữa, nói chuyện của Ngọc Lan với Tuấn Khanh đi. Ngọc Lan mới ở Thái Lan về, sống 7 năm ở bên đó, học và thiết kế trang sức. Giờ chính thức làm trưởng phòng thiết kế cho công ty Sophia của bà Ngọc Lan đó. Hơn nữa Ngọc Lan còn là sếp của Tuấn Khanh nữa đó, không có vừa đâu nha. Hả? Vậy là hai người làm chung với nhau hả? Vậy thì tốt quá rồi. Tuấn Khanh ráng phấn đấu thêm chút nữa, để mai mốt ở chung nhà là ok. Nói người khác thì hay lắm. Chứ hồi xưa ai nói lớn lên sẽ cưới Mai Na, giờ tính sao đây? Thì cưới chứ sao, đồng ý không Mai Na? Vô duyên. Vậy tôi nghèo chứ gì. Vậy thì về cưới đại gia tiệm vàng đi. Nhiều chuyện quá à. Cưới ai là kệ tôi, miễn sao không cưới ông là được rồi. Vậy á, thì đừng có hối hận nha. Mà có hối hận cũng đã muộn rồi. Vì Mai Na không có cửa đâu. Cái ông muốn bị đánh hả? Chết cho tôi nè. Dám đánh như vậy hả? Đây là sản phẩm mẫu em chọn để ra mắt, anh hãy xem thử đi. Mẫu thiết kế này vừa trẻ trung lại vừa tinh tế, anh thấy rất đẹp.
em làm tốt lắm. Anh hai ok là tốt rồi. Hy vọng những mẫu mã này sẽ phù hợp với sở thích của người Việt. Còn đây là kế hoạch cho ra mắt bộ sưu tập. Mọi thứ đã được làm hoàn chỉnh. Anh hãy xem qua. Cô có chắc đây là bản kế hoạch tốt nhất? Dạ. Bản kế hoạch này là do tôi làm. Anh thấy có vấn đề chỗ nào? Nói thật, tôi không thích thú với lại kế hoạch này. Tôi nghĩ rằng hiệu quả mang lại của nó sẽ không cao như chúng ta mong đợi. Vậy theo anh, đâu là cách tốt nhất? Trách nhiệm của cậu là phải đưa ra ý tưởng tốt nhất cho việc marketing sản phẩm. Nếu cậu không hài lòng với cách làm việc của tôi thì cậu có thể nghỉ việc. Em thấy không khí hơi căng thẳng rồi đó. Anh hai cũng chỉ muốn tốt cho công ty nên mới nói vậy thôi, chứ không có ý gì khác đâu. Theo ý kiến của em, đây là một ý tưởng rất tốt, rất phù hợp với xu hướng của giới trẻ hiện nay. Kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công. Thôi được rồi, lần này tôi sẽ tin tưởng vào mọi người. Nhưng hiện tại kinh tế thị trường đang khó khăn, và sự cạnh tranh giữa các công ty trang sức đá quý rất khốc liệt. Để nắm chắc thắng lợi, anh nghĩ chúng ta chỉ nên sản xuất một lượng nhỏ để thăm dò thị trường, nhằm tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Thực ra anh không tin vào bản kế hoạch của tôi, hay không tin vào các mẫu thiết kế của Ngọc Lan. Tôi là một người thận trọng, tôi biết điều gì tốt, điều gì không tốt cho công ty. Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là cách làm việc của tôi. Nếu cậu không thích, cậu có thể ra khỏi dự án lần này. Thật ra anh hai nói không phải là không có lý. Chúng ta là những người thiếu kinh nghiệm nên sẽ khó tránh những sai sót xảy ra. Thận trọng là tốt, đúng không Tuấn Khanh? Đây chỉ là một giải pháp an toàn. Cậu nên đặt lợi ích công ty lên hàng đầu. Hơn nữa, kế hoạch vẫn triển khai dựa trên ý tưởng của cậu, sẽ không có gì thay đổi đâu. Tôi hiểu rồi. Chúng ta uống mừng cho dự án sắp ra mắt lần này. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Tôi mời anh. Mời cậu. Ủa, cô chào chú. Lại gặp cháu ở đây. Có cả Ngọc Lan nữa. Dạ con chào chú. Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà mọi người tụ tập đông đủ vậy? Dạ không có gì đâu ạ. Tụi con gặp nhau uống vài ly cho vui đó mà. Xem ra dạo này con có vẻ rảnh rỗi nên có thời gian ngồi nhâm nhi ở đây. Tất cả cũng nhờ có Tuấn Khanh đây. Từ ngày cậu ấy vào công ty, công việc trở nên suôn sẻ hơn. Dự án lần này tiến hành thuận lợi, tất cả là nhờ sự nỗ lực và phấn đấu hết mình của cậu ấy đó. Thôi, chú đi trước đây. Mấy đứa ăn uống vui vẻ ha. Dạ, chú đi thong thả. Bữa nào rảnh con sẽ mời chú một ly. Dạ con chào chú. Sao chứ? Tuấn Khanh đâu có sao đâu. Thôi uống tiếp đi. Xin mời.